Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nhà từ đường được xây dựng tại tỉnh Ninh Bình. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc phía bên ngoài của mẫu nhà. Đây là một cái từ đường vừa được xây dựng xong. Xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc bên ngoài của công trình. Em vào gọi bác đây đi. Trong video này tôi sẽ mời một bác thì bác cũng rất là am hiểu về từ đường để chia sẻ. Vâng, và gia chủ của chúng ta là ông Vân ạ. Vâng, thì cháu chào ông ạ. Đất của nó là 87 mét 9 này. Vâng. Chiều đấy là chiều dài, chiều vâng. Là phong thủy là 6 mét rưỡi. 6 mét rưỡi ạ. 6 mét rưỡi. 7 mét 9 nhân 6 mét rưỡi. Vâng. Đấy, ông ơi thì cho con hỏi là hai cái cột này nó có ý nghĩa là gì ông nhỉ? Đúng. Đây ạ. Đây đó là hai cột đèn. Cột đèn đúng không ạ? Cột đèn đấy. Vâng. Hai cột đèn tức là để tức là tối sắp sáng các thứ đấy cả hai nhà thờ nào người ta có hai cột đèn mà. Vâng. À. Bác có thể giải thích thêm đúng không ạ? À, sao có gì? Tức là cái nếu mà cái dòng chữ này thì ông có hiểu là cái họ biết hiểu. Vâng. Là bây giờ thì chỉ được nhòa là ông chịu được không biết đâu. À. Chỉ được nhòa được. Vâng. Cái này nhòa được. Còn cái bên trên này thì gọi là gì ông nhỉ? Đây là cái này cái trên cao cùng nhất thì gì? Vâng, trên cao cùng nhất. Đây là cuốn thư. Cuốn thư đúng không ạ? Ừ, cuốn thư. Tức là cái dòng chữ thì dòng chữ là chi tộc họ Trần đấy. Chi tộc họ Trần. Vâng. Chi Trần tộc đấy ở trên đấy ta ngược lại mà. Vâng. Nhưng mà là ngược lại. À. Đấy. Cái này thì là mình mua hay là họ đến đắp ạ? Tức là đắp như này xong mình đưa lên. À cũng là dưới đất đấy, tức là nguyên cái cuốn thư đấy là 6 triệu rưỡi ấy. À. Đắp một tuần đấy. À được ạ. Đắp đúng một tuần đấy. Trần tộc chi. Thờ ở đâu đắp ở ông? Tức là thờ mình thế này. Thợ Linh Bình luôn. Linh Bình luôn. Không, thợ của mình đây này. Vâng. Thợ của mình có thằng cháu trên kia cách đây 4 cây. Thợ Khánh Thủy à? Không, thợ Khánh Hội. À. Thế cái đấy là bằng xi măng luôn không? Tức là xi măng cuốn sắt. Xi măng cuốn sắt. Đấy, cuốn sắt. À, xi măng cuốn sắt. Thì nó mới bền được. Các bạn dẫn rất là kỳ công. Đấy. Còn hai cái biểu tượng bên kia thì gọi là đấy. Đấy là búp sen. Búp sen. Búp sen. Vâng. Cái gì? Không cái trang trí đó cái nó đè lên cái bút sen cái còn ngoài này đè lên cái này nó gọi là cái gì anh nhỉ, em cũng quên mất rồi. Ngọn ông thấy chưa, bao giờ từ đường phải có cái cột có khó nhớ đấy. Vâng. Đấy về chuẩn nó phải có từ đường là phải có hai cột đèn chuẩn là phải có cái này nhà thờ phải có hai cột đèn. Bác đọc được cái chữ này không ạ? Hai cái chữ rồi, hai cột đèn. Không. Lúc nãy nhìn mà. Đang nhìn nó hơi khuất tí. Cái nhà này làm là cái này nó phải lộ ra thì nó phải nổ. Không, cái nhà này nó lùi về sau thì cái cột này ra nó mới đẹp. Ngói này là ngói Hạ Long luôn đấy đúng không? Hạ Long luôn đấy. Hạ Long. À. Hạ Long. Còn tất cả những cái cột này với cái kèo này thì là dùng bằng bê tông luôn. Vật liệu thì là mình làm bởi nếu có gỗ thì làm tốt, không gỗ thì vật bê tông hết được. Tức là mình đổ bê tông xong mình sơn giả gỗ. Đúng sơn giả gỗ xong bắt đầu tức là làm thế này hết, xong bắt đầu vâng. Mình khi làm đến đâu mình dựng cả cái hệ khung của cái nhà đấy. Này là bê tông cốt thép ạ. Bê tông thép đấy. Vâng. Đấy. Còn cái cánh cửa thì là bằng gỗ gì không? Lim hết. Lim ạ. Lim hết. Vâng. Lim này của cái gì? Của thằng ý ra đi. À của cái gì mà nó chưa tức là nó chưa hoàn thiện. Tức là mới lắp đây thôi để cho nó hoàn thiện từ khi nó ấy đã rồi nó mới được. Vâng. Đấy. Các bạn mà nhìn thấy lên từ đường thì phải bước lên là 5 bậc. Đấy. Mỗi bậc khoảng 150 gì đấy. Mỗi khoảng nền là cao 750. Đấy, tôn lên. Cái này gọi là gì bác nhỉ? Cái chỗ đấu chữ này. Nó là cái chữ thọ cách điệu. Thọ đấy, thọ. À, chữ thọ cách điệu. Tức là cái này tức là làm theo kiểu cổ, thượng lương hạ kẻ. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lên tham quan phía bên ngoài. Cái gỗ này thì là mình đặt ở đâu à? Ông Tình. Ơi, cái gỗ này là mình đặt ở đâu đây? Cái này mình đặt đi La Xuyên cơ. Mình Nam Hà đấy. Tức là cũng là cái ý nghĩa của nó là cái gì? Anh. Không, cái này khác chứ. Đây là Tùng Trúc Cúc Mai. Cái này là Xuân Hạ Thu Đông. Xuân Hạ Thu Đông. Tùng Trúc Cúc Mai đây. Tùng Trúc Cúc Mai mà. Cái này là Xuân Hạ Thu Đông đấy. Cái này thế. Đúng là thế mà. Đâu Xuân bắt đầu từ đâu ạ? Đây. Người ta tính xuân là hoa đấy, Tùng Trúc Cúc Mai đây. Đấy. Xuân à, thu đông đông đấy. À. Tức là nó theo lịch của nó đi chứ. Đúng rồi, nó phải đúng là chuẩn form đúng của nó. Chuẩn lịch của nó. Đấy, các bạn nhìn
cái quan sát cái ô ở trên này. Chữ Phúc đây đúng không ạ? À, ông ơi. Thọ, chữ thọ, chữ thọ. Đây là chữ Thọ. Thọ. Đấy, cái ngói này này, nó dán luôn chữ Thọ. Ngói này tức là có dán chữ Thọ luôn. Vâng, đấy, mọi người quan sát nhá. Con Đông Phương làm đấy. À, đấy ạ. Tức là mà mua ngoái về xong rồi rồi viết chữ đúng không? Đấy, không. In dấu, in như kiểu mình in kiểu in đặt cái ấy xong họ à, như đóng dấu ấy. Như đóng dấu à, như đóng dấu, đúng không? Chứ nó viết cái này thì nó ấy. Đấy, viết xong nó đều. Vâng. Ui, nó làm chục ngày chưa xong. Cái này hôm qua bác bảo là... Đồng bảy. Không, cái này mà tên gọi là... Cái là... Cái là kẻ đúng không? Cái ngang. Cái ngang lên đây là kẻ đấy. Bảy, bảy, bảy. Cái bảy. Tiền bẻ, tên kẻ hậu bảy. Tiền bảy hậu kẻ, nhưng mà cái nhà này là thượng đường, đường hạ kẻ. Kẻ. Đấy. Thượng đường hạ kẻ. Thượng đường. Thượng đường. À, thượng đường. Đây. Trong giường đây này. Trong giường đây. Đây này. À, đấy. Rồi. Đấy, chứ biết được. Vâng. Tức là theo mỗi người một cách mà. Vâng. Này anh ơi, vậy cái này cũng là bê tông hả? Bê tông hết. Tôi chung tôi làm bê tông hết. Còn tất cả cái này là gỗ hết. Thế nhá, chỉ có cột nè. Ừ. Bảy nè. Ừ, đấy. Kẻ này. Ừ. Là bê tông. Bê tông hết. Còn cái này, còn cái này gỗ, đúng không? Dưới là đá, dưới cùng là đá. Đá này là đá tiến hóa đấy. Đá gỗ. Đấy. Cái này là bê tông này. Bê tông đấy. Kẻ này và cái xà. Cái bê tông hết. Tay này cũng là bê tông. Bê tông luôn. Nhưng mà họ ghép cốt thép xong họ đổ luôn tại chỗ. Người ta làm trực tiếp dưới cái nào có thả. Họ làm đổ lên là cái nào không đưa lên. À. Biết là nó làm kia luôn. À, tức là kia nó để khớp rồi xong rồi đưa lên thôi. Tức là người ta đặt có khi chay người ta đưa lên là đưa tốc độ cái nào nó bảo đấy. Cái dưới này nó có ý nghĩa gì không ông nhỉ? Cái này là cái chân bên đây này, đấy. Cái dòng cái chữ không, hay cái này trang trí nó rồi chỉ là cái trang trí cho cái bạo cửa đấy, để đấy. Bước vào thôi. À. Chứ còn chính thức không, khi này nó thế này này, khi này vâng. Khi người ta bước ra bước vào đây là tức là khi vào nhà thờ. Vâng. Là bắt buộc anh phải cúi. Cúi. Đấy. À. Có một cái chân ra cái vâng. Cửa đấy chưa làm. Vâng. Bắt buộc cái bước chân này nhỏ phải cúi. À, đúng thì nó mới chuẩn đúng không ạ? Không như cái cửa kia mình đúng đi rồi. Vào, ai đi thẳng ngay. Đúng rồi. Anh ra thờ rồi, phải có anh vào. Chỗ này nó còn có một cái khuỳnh nữa. Vâng. Anh phải bước qua cái đấy. Chính xác. À, thì đấy, tức là cái đấy là anh vào thờ thì phải như vậy. Đúng là phải tôn nghiêm, sự tôn nghiêm. Vâng. Tất cả bốn cái cửa này đều là Xuân Hạ Thu Đông hết. Trang trí đúng không ạ? Cái chữ này thì chú có biết là gì không? Chữ này là chữ Thọ. Là Thọ hết đúng không? À. Còn trên này ạ? Cái này là phải chữ không? Hay là chỉ là trang trí? Cái ấy là song hỷ. Song hỷ đúng không ạ? Còn đây là kính ấy. Tức là cái nhà nó có cái ô thoáng của nó trên cùng đấy, cái này ô thoáng. Cái kính này các ông ạ. Ừ đấy. Cái bát quái đúng không ạ? Kính là ô thoáng đấy. Vâng. Và thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào tham quan về bên trong nhá các bạn nhá. Thì các bạn nhìn thấy, chúng ta sẽ nhìn thấy. Đây, chúng ta quan sát vào. Dạ. Cung tổ, tức cung thờ tổ. Cung thờ tổ ạ. Vâng. Xong bác ông giới thiệu tiếp cho con nhá. Cung thờ tổ. Và cung bên kia là ông thờ ông Mãnh, cung bên này là bà Cô. Đấy. Đấy. Đây là đúng bài đây đúng không? Đúng bài. Vâng. Đấy. Đây là ông Mãnh. Ông Mãnh. Vâng. Còn bên này là bà Cô. Bên này là bà Cô. Còn này là cung tổ. Cung tổ là giữa. Bây giờ cung tổ cũng to và các thứ gì khác đấy các hoa văn kia là vẫn là vậy. Cho hỏi anh đặt mấy cái ba mấy cái bàn bức đặt tự anh đặt rồi. Ta chưa làm như thế ta làm được rồi. Tất cả những này còn là con cũ hết bắt đầu từ chứ luôn là tự đặt còn đâu trong đầu là ba cửa phòng này là cũng ở bên là xuyên là chưa làm thì chúng ta cũng làm những cố khám này cố khám mới đấy làm hết. Xa đây lắm, mỗi chỗ mỗi cái khám nữa này lắp một tuần. Cái kia lắp gần một tuần, cái này ba tuần sau. Cái này người ta gọi là cửa phóng đây này. Cửa phóng đấy. Đâu ạ? À? Cái nào? Đây cái phóng đây, phóng đây. À, rồi võng. Cửa võng. Cửa võng. Đây võng này cũng là cửa võng. Đây là cửa võng, kia là cửa võng. Vâng. Nhưng mà cửa tổ thì bao giờ to hơn hai bên. Nhưng mà hình như hôm qua cái mẫu nhà thờ kia cũng có không có khám, không có cửa, chưa làm được cửa vọng. À, chưa làm. Chưa làm được cửa vọng. Còn bên trong kia thì gọi là gì ạ? Bên trong này là cỗ khám. Cỗ khám. Ở đây khám thờ cụ đấy. Vâng. Thờ tổ cô. Vâng. À rồi, cỗ khám. Tức là cây gỗ này thì là bằng gỗ gì ông nhỉ? Ông có biết không ạ? Cái này thì nó là rổi, phần lớn là rổi, không biết. Vâng, xong họ mạ rồi đúng không? Đấy. Tức là người ta hoa văn các vâng. Đấy là việc của người ta mạ người ta. Vâng. Tức là cái trang kỳ lắm của mình. Nhưng bác Tám đánh giá đây là cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Ừ. Rất là tất cả là nhà anh là đã đủ 9 món chưa?
Nói chung cái đấy mình không tính được, nhà thờ không tính được. Tức là gần đâu đâu đấy mình làm đến đâu mình tính đấy, không tính là 9 món hoặc mấy món. Vậy là mình là nói chung là vậy là em tính này là anh đủ 9 món này này. Chứ. Đủ rồi. Đủ rồi đấy. Bộ định là anh làm đủ 9 món rồi này. Nó đứng chữ kiểu kiểu như là nó trường tồn. Vâng. Vâng. Còn đây là gỗ gì là ông nhỏ? Đâu đâu. Đấy ạ. Tức này nó cũng là nổi với toàn bộ thôi chứ. Vâng. Cái này á, cái này thì mình đi này. Nó không nói là chắc chắn là gỗ quý. Cái này cứng lắm. Nó còn tên xưa. À. Tên gỗ xưa chứ là không phải thế quý xưa. Lắm. Xưa. Nhưng mà nó không nói thì cháu. Cái nặng lắm, chắc là phải mấy. Ba đạ với. Cũng được rồi. 10 người mới đưa lên được. Kinh. Cái này chắc quý. Cái này nó có ý nghĩa gì ở trong cái trong cái lục bình? Trước hết là nó là trang trí, đúng rồi. Thứ hai là nó là cái loại quý. À vâng. Thì nhà thờ làm nó có chín một đôi mà. Vâng. Nó là lục bình nhưng mà nó lại là hai chiếc. Và cháu thấy là làm thêm cái này thì là mình để dâng. Không, cái này là để bàn, để tức là để cỗ bàn, để các cái bàn. Cỗ bàn đúng không? Vâng. Còn hai bên là hai cái bàn, tức là để sắp cỗ. Cái này gì? Đâu. Nó có hai chữ này là chữ cô mưa dưới. Chữ này là chữ đức. Phúc đức đúng không ạ? Đấy mọi người nhìn thấy nhá, đây gọi là gì ạ? Chín rồng đấy đúng không? Mọi người nhìn quan sát này. Cửu Long. 1 2 nhá, 3 4 5. Không, tổng. Tổng cái này đây. À tổng tất cả một cái gọi là một cái đây, nhìn một cái võng này. Cái võng này. 3 5 4 5 6 long. Đấy tổng là 9 rồng. Một cái cửa võng này là 9 con rồng. Vâng. Đấy. Đấy. Bên này cũng tương tự. Bên này thế. Thế còn bên trên thì là sẽ có lưỡng long trùng nguyệt. Đấy. Đó. À. Lưỡng long. Thế còn dưới cái võng thì là chín con rồng. Rồi. Đó, chúng ta có thể quan sát lại. Anh ơi, tổng chi phí này hết chưa tổng kết được. Bây giờ còn nhiều thứ chưa tổng kết được. Tức là vẫn ứng tiền cho để mà làm chứ chưa đủ điều kiện để ứng. Khi nó làm xong hoàn thiện với kinh nghiệm hoàn ra tất cả các thứ này nó đâu có tính được. Chưa tính được, vì hạch toán được nó, tính là hơi khó, cũng phải. Cái này bao mới chưa được một cánh. Yeah. Nón này treo đây có ý nghĩa gì không? À, nón này là nón ông anh cũng hay cái này. À, kính kia là của bà cô đúng không? Bà cô. À. Đấy, chúng ta cùng quan sát kỹ cái kiến trúc bên trong một lần nữa. Tổng chi phí bây giờ là chưa tính được đúng không? Tính rồi, tính được, chưa tính được. Chưa hoàn thành, nói chung là vẫn được 90%, hơn 90% thôi. Nguyên cái này, nguyên các thứ này khác, nguyên làm thời gian này. Đến hôm khánh thành là 8 tháng đấy. 8 tháng ạ. 6 cái thợ làm, đúng rồi. 6 cái thợ làm, 8 tháng là mặt. Kinh. Có ngày 22 tháng, 23 tháng cơm. Phủ vụ còn kẹt cuối đây. Chưa nhả. Rồi, chưa nhả lớp. Anh để yêu lâu chưa? Tối mình không có chung năm rồi. À, anh đóng cái cánh cửa thế nào cho mọi người quan sát. Rồi, ok, chúng ta cùng quan sát lại phía bên ngoài công trình một lần nữa.